Chiến này tới công chuyện nữa rồi, làm ba món sashimi, mực ghẹ cá chuồng. Mực vừa vớt lên còn nhảy tạch tạch, các sao phét xém tinh thân con mực vẫn còn nhấp nháy, còn ghẹ đồ ngọt thì khỏi phải bàn. Cá chuồng, nhắc tới cá chuồng là một loại động vật bay cao trên mặt nước với độ dài vài chục mét và độ cao vài mét là chuyện bình thường. Nói tới đây mấy bạn hình dung như một loại chim sống trên bờ, nhưng không, nó lại là một loại cá đặc biệt. Tới mùa sinh sản chúng thường để trong những bụi rong mơ. Ai mà sở thích ăn trứng cá thì không nên bỏ lỡ loại trứng này nhé, thịt chúng ăn rất là ngon. Còn những hải sản giá trị, hôm nay hai anh em quyết định ăn sống trực tiếp cùng một chai bồ tẹt, cảm giác và mùi vị nó ra sao, có giống như lời đồn đang hot bữa giờ hay không thì mời quý vị cùng đón xem. Một tư luôn rồi, đánh sống nghe, sống á. Nhận thêm nữa. Bây giờ sẽ xịt vô tâm này một tí nữa nha cả nhà. Wow, ghê. Đó. Wow, ghê thiệt. Cái con mực khá hấp dẫn luôn nha. Mời cả nhà nha. Úi xa mẹo á. Tụ cha mẹo á, đảo rồi. Ngon. Ngon ghê. Cực kỳ là dai luôn nha. Ngon. Cái con mực kia ăn sống nè, là mình thấy trên mạng ăn rất là nhiều luôn, nhưng mà lần này là thứ hai. Nó có cái cơm nè, nó có cái cơm ở trong ở nhà luôn, đã được chưa? Ăn rất là ngon nha. Nói chung mà ai mà biết ăn đồ sống ấy cả nhà, rồi ăn cái món mực là cá tích nè, là ghê này, cực kỳ là ngon luôn. Wow, quá đã. Thêm cái đậu hành đó. Ngon ghê. Tại vì chảy nước miếng à, chấm miếng à. Giờ chịu não nữa rồi. Đồ đã luôn. Ờ. Ghê thiệt. Thêm một miếng thôi nha cả nhà. Mình nặng thêm có đủ đồ. Wow. Vậy cũng ăn món có đủ đồ á. Dạ. Wow. Ngon. Dạ, ghê thiệt. Đây, mời cả nhà nha. What's up? Là bây giờ bên đây ăn gì ra, bây giờ thì chảy nước miếng à, gì này mọi người ăn gì giờ thì má bồ tẹt, bây giờ chảy nước miếng à, nãy giờ Dũng ăn lắm bảy thì chảy nước miếng à. Ghê chắc ghê chưa à, giờ em mới hiểu sao mà bên Nhật á, người ta thích nhất là ăn đồ sống anh không, đồ sống nó cực kỳ là ngọt, cái này nó tươi nữa, ngon luôn. Chắc ghê. Anh Diệu ơi thì không dám thử nên đang con mực. Anh Diệu ơi không dám thử tại vì sợ vợ anh bánh anh á. Ăn đồ sống vợ anh không cho anh ăn, sợ vợ anh bánh. Bánh anh chịu không nào. Ngọt lắm mọi người. Thằng nhấm nhấp vừa thấy hương vị rất là ngọt. Dũng ăn đây, Dũng ăn cùng một cái nè. Mình sẽ thử cái ngon, anh ba thử cái ngon lắm. Thiền chảy nước miếng anh ba, thiền chảy nước miếng rồi. Được, không thiền bằng nghỉ quá đâu. Anh thiền bằng nghỉ quá rồi, thiền chảy nước miếng rồi. Con nghĩ cái thịt nó ngọt lắm cả nhà. Đó, cả nhà có cái thịt đó này. Đó, con sớ nha. Sao? Được không? Chẩn không anh ba quay gì chẩn không? Rất ngon mọi người. Vị này là của anh ba, anh mới vừa mà anh không ăn được, anh tức mình anh chạy nước miếng đi. Anh ba tính con vị này mai anh đi ăn cho con ảnh, mà giờ không có review được, thôi bây giờ lấy vị review đỡ đi. Đây là nửa con mực này mình đang còn nửa con này, lấy con răng nốt. Mọi người quá đã. Cái vị nó như thế nào anh? Nó ngọt ngọt, nó mặn mặn, rồi nó dừa thi thi nè. Vừa ăn mỗi vừa nữa là nó chỉ vừa ăn luôn. Rất là thơm. Kiểu như nó hòa quyện với nhau ăn cực kỳ là ngon đúng không? Rất là ngon. Bây giờ để nặng canh vô chút bữa cho nó chua chua cho dễ ăn. Dạ. À. Quá đã. Đây cầm vô, giống ăn anh.
sẽ test cái đây làm thử luôn nha, test cái cục cua con nghệ làm thử luôn đó, test cái vậy đó rồi quá chuẩn, quơ gạch không luôn á mày, quơ con nghệ gạch không luôn nè. Từ này cái đó chế vô hấp, chế bồ tẹt vô lấy đo đũa quậy quậy hấp ngon lắm, gạch anh. Gạch má ăn đi ngon lắm. Bây giờ theo như anh Lắm kêu là bỏ bồ tẹt quậy hấp đúng rồi, thế nào gạch ra cái đó gạch đó chế cái bồ tẹt này gì nó đã qua wow, ghê vậy. Đó cái gạch đó mình phải tùng tiêu vô luôn, tùng tiêu vô luôn, có nặng chiếc chân vô luôn cho nó chua chua nó ngon. Nặng chiếc chân thế chân đó đủ, quá đã luôn, quá chuẩn luôn ơi, chuẩn ơi. Chuẩn được, chuẩn em chỉ tồn cho nó điều đúng rồi, đúng rồi đúng rồi, thế nào bóc hai cái bên không á đó cho nó ra cho nó đúng rồi, trong bên đó gạch là bên trong á, quan trọng là ăn điểm không là hai cái bên không đó. ăn gần có ăn ba ăn bỉ à, nó tét ra bỉ. Cái chai á, u sa thọ bao má đã luôn nha, nó béo cực kỳ là béo luôn, u sa thọ bao khá đã luôn nha cả nhà. Mình lần đầu mình tưởng ăn nó tanh, nhưng mà mình làm gì á nó không có bao giờ nó tanh nha, nó béo, tức là cái gạch của con nghệ cả nhà ăn rất là ngon luôn. Em tưởng là ăn nó tanh chứ nhưng mà thật là ăn không tanh luôn anh, đúng là ngon lắm. Bây giờ mình thử qua cái đây lột hai cái này ra, lột hai cái yếm ra. Dạ lột hai yếm ra quay... để lột cho em, lột cho anh lột không, tay giùm em luôn đó, lột đó bỏ hết cho tay em chỉ đang dơ á, sẵn thì em lột ra luôn. Đó, là cầm cái kia chấm. Đó, chuẩn luôn. Giờ em nữa, anh nữa nha. À, để anh nữa, bị anh nữa. Anh bay xa cho nó thấy luôn nha. Thấy mà. Cho nó bắt cái thấy con nghệ luôn. Biến là lai. Đó, đó, quá chuẩn. Đó. Đây này cả nhà, thấy cái thực kỳ nó đã không? Ba đã. Rối luôn. Wow. Thơm tí đỉnh thì nó nặng chanh được vô. À có em cầm tẹt à. Wow. Ăn quen rồi anh Dũng. Đó, tẹt mình thấy cầm gì nè. Nó có đã nha cả nhà. Wow, ghê thiệt. Do mình không yêu mít á, mình nói có gì hồi nhỏ thì cả nhà thông cảm nha. Mời cả nhà một miếng. Úi xa trời. Má đã vỗ dế không? Sơn hòa thước vỗ dế không? Má đã luôn nha. Quyết định nó ngọt lắm cả nhà. Quá trời, chuẩn ghê. Cái con này á, con này ăn ngon thiệt. Ăn ngon bằng luôn phải không? Dạ, đúng rồi. Không bị nhé. Nó ngọt không con bật nha anh nha. Mà nó thịt có nó có mặn như con mật đâu. Nó ngọt ngọt, cái thịt nó béo béo. Trời, đã. Trời ơi, giống nãy với nói ăn mà muốn chảy nước nhiều không á. Anh tin em ấy, ăn nó không có tanh đâu, nó ngọt đó. Chanh vô chanh. Đây mọi người. Đây mọi người. Wow, ngon luôn. Nó ngọt quá mọi người. Cái thịt nó ngọt mà dai dai. Tôi tưởng ăn như cái gì đó, ngon á. Thằng này nó không có tanh đúng không anh? Không tanh. Rất là ngọt. Chỉ cần bổ nó nè, được rồi. Chìm vô mình ăn cho nó đủ vị, cho nó thơm. Quá đã. Bây giờ anh đã thử hết 3 món rồi, anh chẳng xét trong 3 món đây cái món nào là ngon nhất. Cái món ghì này là ngon nhất nè. Dạ đúng rồi, ghì, món ghì là ghì ngon nhất nha. Là tao mật là tao cá, nói chung là cá nó cũng ngon thiệt, cũng không thua gì mật đâu. Mà nói chung là ghì là ngon nhất. Hồi giờ con mật này nãy mình đang còn nước toilet nữa, mình ăn nốt luôn. Mình làm miếng lá chuông nữa thì cá quá luôn. Nói chung là cá cũng ngon. Để lát nữa mật này không thử một cái đâu cho biết. Quá wow, thiệt, đá thiệt, luộc ngay. Nói chung là sáng sáng mà cửa nào dĩ đây là say luôn. Dĩ đây hai người là say luôn.
quá đã mọi người. Đây cầm máy cho chúng ăn. Đây đây này cả nhà, bây giờ còn nửa con mực mình làm nốt luôn. Mà quá đã, cá đã luôn nha. Mực còn tươi rói luôn. Cái đồ của mình đâu có thể là phải làm thêm. Trời, nó có đặc. Đó. Wow, ghê thiệt. Mời cả nhà nha. Quá ngon luôn. Thêm cái cọng hành nữa. Cái này con mực nó chỉ thu con ghẹ đâu, cái đồ ngọt nó thu con ghẹ. Theo mình nhận xét là cái con ghẹ là ngon nhất tới con mực và tới cá chuồng. Cá chuồng thì nó cũng ngọt nhưng mà nó không ngọt bằng con mực con ghẹ nha cả nhà. Ăn khá là ngon. Anh ăn được không? Nữa mà ăn cá lấy ăn cá, bây giờ đi mang đi mà đi mang đó đi, còn lấy nữa anh ăn. Bây giờ kiểm thử miếng cá anh ơi. Đập tay cái ngâm cho nó lâu lâu một tí cho nó tái đi con cá. Nó ngọt ăn này nó ngọt. Cái miếng cá mà nó chuyển theo sang cái màu trắng mà trắng giữ trắng trắng tái nè. Đúng rồi trắng tái. Nó cũng đã chín cái con cá rồi. Cho thêm một cái chuyện đẹp nữa. Mời cả nhà nha. Ăn rau bao nhiêu? Em cần cộng mũa đó. Đúng rồi, quá chừng. Ngon cả nhà. Thơm. Thơm đó, thơm. Thơm mà ngọt nữa. Rất là ngon luôn. Wow, giờ này còn rất là nhiều đồ. Đây mình sẽ làm một miếng thôi nha cả nhà. Mình sẽ tái chanh đây. Chấm ít bột đèn. Bột đèn không? Nãy giờ là em xịt muốn hết luôn anh. Mới cái trăm bột đèn ăn ngon nữa. Đây mời cả nhà nha. Làm miếng ngũ nữa đi bài anh. Rất ngon mà nó bổ nữa chứ. Dạ. Ngon mà nó bổ. Cá thì nó ngọt nhưng mà theo mình đánh giá thì nó không ngon mà không ghẻ và lại không mực. Bây giờ còn một con mực với lại mấy cái lá cá đây chắc là hai anh em ăn chắc không nổi đâu cả nhà. Bồ tẹt mình ăn nồng quá mà nó khan tiếng luôn á, mà đường nồng quá vậy nó mới ngon. Bây giờ mình sẽ xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình và hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo. Bye bye.